Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một bé Pokemon rất là dễ thương này. Hãy cùng tô với mình nhé. Trên đầu này thì mình sẽ dùng màu hồng. Nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Thank you.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một bạn Pokemon màu hồng rất là dễ thương này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.